048, sinh năm 1978 tại Vĩnh Long, bạn của Như sẽ ca Phú Lục, lớp 1. Kính mời quý vị khán giả và các bạn ở đài gần xa thưởng thức. Câu 4 và câu 6 của sự giả thí dụ. Kính mời quý vị khán giả và các bạn ở đài gần xa thưởng thức. Thạc sĩ Quân Khải 19, nghệ sĩ ưu tú Ngọc Mai 19,10, soạn giả Ngô Khánh 19 và soạn giả Minh Thùy 19,10. Chúc mừng bạn. Và như chúng ta đã biết, các khán giả đồng khán phòng có rất nhiều người hát là hát rất là hay. Thì tôi xin mời anh Hai Nghiệp. Anh Hai Nghiệp là một người khiếm thị cũng rất là yêu mến dòng cổ. Mời anh Hai Nghiệp bước lên sân khấu và xin dành đàn của tay để anh Hai Nghiệp có thể lên hát câu dòng cổ được anh Hai. À, rồi
À, thôi bây giờ đưa đưa micro xuống cho anh hai. Alo, dành tràng của tay đưa xuống bởi vì cái ông này cũng khó lắm do mà. Một thôi đủ. Hai nghiệp sinh ca, hai câu cổ dành tràng đường sinh. Em giờ đi là Dương ở Đồng Nai, mời bạn Dương thôi. Đề nghị dành tràng pháo tay cho bạn Dương ở Đồng Nai. Cũng lên cũng rất là thích hát. Và chúng ta thấy là các thí sinh cũng như là khán giả đây hết sức đặc biệt. Bạn Dương hát tại vì bạn Dương. Mấy chịu. Di xe. Mời thầy Đơn. Chiều xưa ấy